ba em xương vàng hay em được đi Olympic hay là em phá kỷ lục gì đấy cũng không có cảm xúc như bây giờ. Bởi vì nó còn có yếu tố cho con đúng không, tặng con đúng không? Vâng ạ. Cách đây 2 tháng anh em mình gặp nhau trên xe lớn nhất thì em nói là em đi SEA Games mà em cũng không biết có đi được hay không, mà có ghi được cái nội dung này không, mà hôm nay em đã lấy vàng thì em có thể chia sẻ một xíu về điều này. Thực ra em khá là khó khăn khi mà cái chuyện mà em thi đấu, em cũng chẳng biết lúc đấy em ấy. Lúc thì bảo em được thi cá nhân, lúc thì bảo em lại không được thi, lúc bảo em đang đăng ký, lúc bảo em không có tên. Thật em sự em rất là lo lắng, bởi vì là em nghĩ rằng mình bản thân mình cũng rất là xứng đáng để được thi cá nhân, bởi vì là điều lệ của đại vô địch đưa ra là cứ nhất nhì là được đi. Lúc đấy em cũng rất nhất rồi, bỏ Lan ra thì Lan chấn thương thì em không nói làm gì. Thì em nghĩ là mình xứng đáng, nhưng mà sau thời điểm đấy thì thực sự là em không biết là em có được hay không. Lúc nào em tập trung cái trạng thái nâm nớp nớp lo lắng. Thế còn nội dung 400m rào tới đây? Vâng, em có thi ạ. Ngày kia lại thi tiếp tục với 400m rào ạ. Có tự tin hơn không? Sau lần này thì tất nhiên là tâm lý em thoải mái hơn rất là nhiều. Và trước khi mọi người cũng chúc mừng, chúc em là cố gắng thi đấu tốt, em cũng nói, em nhắn tin với mọi người là em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để em không phải hối hận. Thì dù có thắng hay thua thì em không là hối hận. Nên là mục tiêu em nào là cố gắng hết sức mình. Còn có như thế nào chăng nữa thì em không hối hận, bởi vì mình đã cố gắng hết khả năng của mình rồi mà. Con em là con gái em trai mấy tháng nhỉ? Dạ con em bây giờ được tầm khoảng 15 tháng. Là con gái à? Okay. Dạ. Em cũng rất là muốn là dành món quà này cho con em sau khi mà con em mà lớn lên, nó biết thì nó cũng một phần tự hào về mẹ. Mẹ thì cũng chuyển một chân thương gặp lại. Em vậy thì cũng khó, bởi vì là ngày xưa em với Lan thì cũng ngang ngửa nhau, mà bây giờ sau thời gian em sinh em bé, em quay lại chắc chắn một điều là em có yếu thì rất là nhiều và em chưa thể phục ngay lập tức được, nên cũng khá là bất ngờ với em. Thực sự giờ em vui không tả nổi luôn ạ. Cái cảm xúc mà chưa bao giờ em có.